Trong lễ kỷ niệm Phật Đản ở các nước Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, thì việc chúng ta dùng một gáo nước tưới lên kim thân của Đức Phật đó, là một biểu tượng thiêng liêng. Để hiểu rõ lễ tắm Phật thì cộng đồng Phật tử lưu ý gồm có hai nội dung sau đây. Về phương diện nghĩa đen, tắm Phật là cách chúng ta đưa gáo nước lên trên cơ thể của Đức Phật. Và khi múc nước, ai thuận tay nào thì dùng gáo nước múc ở tay đó. Và chúng ta liên tưởng rằng như biểu tượng chính con rồng phun nước được mô tả trong văn học kinh điển mà hồi nãy đó thầy đã có giải thích. Về phương diện nghĩa bóng, tức là thông điệp chính, thì dĩ nhiên là thân của Đức Phật thì được sinh ra cách đây 2.645 năm. Bây giờ chúng ta tái lại cảnh tượng đó. Nước thì có khả năng tẩy tịnh, cho nên khi dùng gáo nước đưa lên thân thể của Đức Phật, chúng ta phải đồng thời cam kết rằng tất cả nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm vốn gây tạo nỗi khổ niềm đau đối với mình và con người đó phải được cam kết tẩy tịnh. Cho nên khi đưa gáo nước với lòng tôn kính lên kim thân của Đức Phật thì đồng thời chúng ta phải nhắc nhở mình điều đó. Do đó tắm Phật không chỉ là một nhân duyên lành để chúng ta được gần Đức Phật thông qua biểu tượng của sự tắm, để với quyền ước ở kiếp sau chúng ta sinh ra được gặp Phật Pháp, làm đệ tử Phật, sống an vui hạnh phúc trong đời. Và sâu xa hơn phải quyết tâm làm cho thân và tâm của mình được thanh tịnh.